Sau trận đấu giữa Viettel FC hòa 1-1 với câu lạc bộ Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy tối 27 tháng 10, nhiều cổ động viên đội khách bày tỏ thắc mắc về tình huống đội nhà chịu phạt nền nhưng không thấy dấu hiệu va vào cuộc. Thực tế, va hoạt động liên tục trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, cả khi bóng ngoài cuộc và kiểm tra mọi tình huống bằng cách xem lại tình huống quay chậm thông qua hệ thống kết nối với toàn bộ camera trên sân. Có hai cách để tổ trọng tài va kiểm tra các tình huống gồm kiểm tra trong im lặng, silent check, và kiểm tra để xác nhận, confirm. Khi trọng tài va và trọng tài chính đồng quan điểm về một tình huống thì va chỉ cần xác nhận lại với trọng tài chính về tình huống đó thông qua bộ đàm. Nhìn chung, những pha bóng va, kiểm tra trong im lặng thường diễn ra như đúng cái tên của nó, khán giả khó lòng nhận biết khi theo dõi qua truyền hình. Đó là những tình huống trọng tài chính đã xử lý và đưa ra quyết định chính xác, không cần va can thiệp. Ông Đặng Thanh Hạ, trưởng ban trọng tài VFF chia sẻ, với nguyên tắc quan trọng nhất khi vận hành trận đấu có va của FIFA là va can thiệp tối thiểu, nhưng hiệu quả phải tối đa. Nên va chỉ can thiệp khi cho rằng trọng tài đã đưa ra một quyết định sai rõ ràng hoặc bỏ qua một tình huống nghiêm trọng liên quan đến phạt nền, bàn thắng, thẻ đỏ trực tiếp và phạt thẻ nhầm người. Ở nhiều tình huống đã diễn ra tại V-League, người hâm mộ không thấy hình ảnh trọng tài chính phải đích thân ra xem lại tình huống ở màn hình đặt trên sân trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bởi đó là những tình huống rõ ràng chỉ cần va kiểm tra và thông báo cho trọng tài mà không cần trọng tài phải xem lại màn hình. Còn các tình huống va đề nghị trọng tài vào xem lại màn hình để đưa ra quyết định là những tình huống mà quan điểm của va khác với quyết định của trọng tài trên sân. Việc này đến từ hai cách thức va can thiệp khác nhau, gồm va only review, chỉ cần va kiểm tra và thông báo cho trọng tài chính, và on field review, va đề xuất trọng vào xem lại tình huống trên màn hình và đưa ra quyết định cuối cùng. Với những tình huống rõ ràng, va chỉ cần thông báo cho trọng tài và đưa ra tư vấn cũng như quan điểm mà không cần trọng tài chính phải xem lại, va only review. Một số tình huống có thể kể đến như xác định vị trí phạm lỗi của cầu thủ trong hay ngoài khu phạt nền, bóng đã qua vạch vôi hay chưa để xác định có bàn thắng hay không, hoặc xác định vi phạm việt vị liên quan đến bàn thắng, phạt nền hoặc DOGSO. Tình huống trọng tài Nguyễn Mạnh Hải từ chối phạt nền dành cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ở giữa hiệp 1 là ví dụ cụ thể cho VAR only review. Grimaldo đã ở vị trí việt vị trước pha tranh chấp với hậu vệ đối phương tại thời điểm đồng đội anh ta chuyền bóng, vì vậy lỗi việt vị đã xảy ra trước khi có lỗi dẫn đến quả phạt nền. Vì quyết định này mà Grimaldo phản ứng nên anh ta phải nhận thẻ vàng. Ngược lại, những tình huống va và trọng tài không thể đi đến cùng một quan điểm, hoặc những tình huống va cần trọng tài cân nhắc để đưa ra quyết định cuối cùng, màn hình xem lại sẽ được sử dụng on field review. Trường hợp xử lý thẻ phạt Hồng Duy của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định là điển hình. Ở tình huống này, va đánh giá hành động của Hồng Duy có thể là một thẻ đỏ mà trên sân trọng tài không xử lý thẻ phạt đối với Hồng Duy, nên va đã đề xuất trọng tài xem lại. Sau khi trọng tài Trần Trung Kiên xem lại tình huống trên sân, trọng tài Kiên đánh giá mức độ phạm lỗi của cầu thủ này là ở mức độ trung bình nên đã quyết định phạt thẻ vàng. Một vấn đề khác là việc va vào cuộc và mất nhiều thời gian để trọng tài đưa ra quyết định cuối cùng. Có nhiều yếu tố dẫn tới thời gian chờ đợi quá lâu. Theo quy định, va phải kiểm tra từ thời điểm bóng trở lại trong cuộc, sau tình huống bóng check cuối cùng, trước khi dẫn tới pha bóng cần va can thiệp. Vì thế, thời gian bóng sống ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian va can thiệp.